Hello mọi người, ngày hôm nay thì anh em biết là Tuyên Oanh nó vừa mới lập một cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó chính là vô địch LCK với bất bại 20 trận thắng liên tiếp, là một cái kỷ lục nó quá khủng khiếp. Rồi, không mất thời gian nữa, mình đi vào cái nhìn lại cái cặp trận vừa rồi để coi bên phía của T1 họ họ đã làm gì để mà có thể có được cái thành tích tốt như vậy trước các thành viên của phía Genji. Thì thú thật với anh em là như thế này, ở trong ngày hôm nay ấy, thì tôi là VCS nên tôi chỉ có coi full được cái trận 1 của T1 mà thôi, nên tôi nói cũng khá là kỹ. Chắc tôi sẽ chia làm hai phần, phần đầu tiên á là sẽ là ván 1, còn phần 2 là ván 3 4 5. Ủa lộn, ván 2 3 4. Rồi để mình đi vô ván 1 ha. Hôm bữa tôi có nói với anh em á là những lượt cắm và chọn nó sẽ có một vài những con tướng nó sẽ bị cấm, như là con Jayce nè, con Caitlyn nè, con Nautilus nè, con Lee Sin nè. Đó là những con tướng mà bên phía của Genji khi mà bên phía đội 2 ở ván 1 á, tại vì tôi tưởng á, là Tuyên Oanh được chọn bên thì chắc chắn nó sẽ được chọn bên phía của đội 1. Thì khi đó bên phía của Genji sẽ rơi vào cái thế rất là khó để có thể bị hạn chế tướng tướng banh bích anh em. Nó phải cắm Jerry nè, Jayce nè, Nautilus nè, Ahri nè, rồi cả Lee Sin thì chắc là được hở rồi đó. Thì nó sẽ bị hạn chế về cái lực cắm lắm. Nhưng mà tôi cũng hơi bất ngờ là Genji được lựa chọn bên. Thì cái thể thức đó là bên phía của trong cái trận chung kết là tung đồng xu. Thì Genji là hơn hơn được tung đồng xu, được chọn bên thì chọn bên phía đội đội 1 ở trong cái ván 1 anh em. Thì nó khiến cho cái lượt cắm và chọn của họ rất là cởi mở. Bên phía của T1 họ phải cắm đi Jerry nè. Đó. Rồi bên phía của Genji là được cấm luôn cả con Lee Sin này nữa. Đó anh em hiểu không? Thì cũng hơi bất ngờ chỗ chỗ đó chút xíu. À, hôm hôm bữa có nói với anh em á là con Hecarim á là cái con tướng mà Binet có thể chơi, nhưng mà Honor nó không chơi. Honor thì thiên về con Lee Sin nhiều hơn. Lee Sin thì nó có tác dụng nhiều hơn ở trong cái vai trò đi rừng của thằng thằng Honor. Cái sự lựa chọn Kama đầu tiên khá là ổn à, dành cho bên phía của Genji, một chút nữa sẽ nói sau. Cái điểm thú vị ở trong cặp trận này á là thằng Faker. Faker nó đánh con Rai anh em, thì đó có thể gọi là cái điểm thú vị. Tại vì trong xuyên suốt ở những cái giai đoạn mà gần cuối cuối của vòng bảng á, là anh em thấy thằng Faker nó không ưu tiên Rai, nó ưu tiên những cái con tướng như là Vex, những con tướng Ahri, những con tướng như LeBlanc luôn, thậm chí LeBlanc luôn, thì nó sẽ đánh phối hợp cùng với team. Chứ nó, thậm chí là trong là trận trước các thành viên của phía Quang Đông á, Faker không pick Rai nha, không pick Rai. À, với cái mục đích của cặp trận này là đánh mạnh ra hai bên cánh á, thì con Rai này là cái con tướng mà nó thỏa cái điều kiện đó. Khi mà cặp đôi đường dưới này anh em thấy cách liên với lắc nè, đó là một cái cặp đôi rất là mạnh. Nhưng mà khi mà bên phía của Genji bích cái bộ khung này anh, bộ khung này tôi thấy là tương đối là ổn. Thật ra tôi có nốt ở đây, tôi nốt đó là cái bộ khung mà Kama với lại Ezreal á, là cái bộ khung mà đây, ở đây tôi có nốt cần chịu được 3 level đồng đầu tiên, không thôi là dễ bị lăn cầu tuyết đó. Tức nghĩa là ba cấp độ đầu tiên là ba cấp độ rất quan trọng dành cho cái bộ đôi Kama và Ezreal. Rồi chút nữa mình vô mình coi cái cách khởi đầu của nó ha. Thì thường á là nó sẽ đến từ cái Q shot anh em. Nếu mà cái bộ khung Kama và Ezreal nó Q shot tốt á, nó không có bị đẩy đường á, thì nó mới có cấp độ, nó không thua máu, thì nó sẽ đẩy ngược trở lại, nó đẩy cân bằng với cặp đôi Caitlyn và Lux. Nhưng mà Lehen với lại Ruler làm tốt hơn nữa. Tốt hơn như thế nào chút nữa mình vô mình coi. Đó. Rồi hai lượt bích sau của anh phía Genji là hai lượt bích mà nó cân bằng đội hình. Anh em thấy là con Volibear là ổn nè, găng tốt chống chịu nè, con On ở đường trên nè dành cho Doran nè, đó xong rồi Victor ở đường giữa dành cho Vi. Về mặt căn bản đội hình đó, đây là một cái bộ khung rất là ổn, một bộ khung mà kéo dài tới giai đoạn khoảng chừng 25-30 phút là bắt đầu khỏe. Thời điểm đó có đồ thủ anh em, có đồ thủ thì cái áp lực của con Nocturne này nó sẽ bị giảm, áp lực băng bổ vào của con Camille luôn nó sẽ bị giảm. Cái sự lựa chọn Camille là cái sự lựa chọn cũng ok nha, chứ không phải là không. Nó sẽ tạo ra được một cái gọi là gì, một cái kèo kỹ năng ở đường trên, và kèo này là tùy vào người chơi chứ không phải là nó thắng chặt dành cho Camille. Nhưng mà rớt thì tự tin kèo này thì xử lý được. Thì có thể thấy cái bộ khung này của anh phía Tuyên Oanh là bộ khung mà có Faker sẽ là cái trụ đường giữa,
sau đó con Order nó sẽ farm cấp độ 6, lúc đó nó sẽ gián tiếp ra hai bên cánh. Lane nào tích được quay đẩy để có thể gây sức ép vào công trụ á, là sẽ có mặt của thằng Owner để có thể bào đi công trình. Đây là một cái đội hình mà rỉ rích, nhưng đa phần á là nó sẽ đến từ khu vực đường dưới nhiều hơn với Caitlyn và Lux. Nhưng mà Faker nó chỉ đẩy được, ở đây tôi có thậm chí tôi có nốt thêm nè, khoảng chừng đội hình của bên phía Team One là đội hình mà cần phải nâng cao cái nhịp độ của ván đấu ở phút thứ 10. Phút thứ 10 là phút thứ mà con nó tên là chắc chắn cấp độ 6 là thậm chí là nhiều hơn nè. Và nếu như mà cặp đôi đường dưới của nó làm tốt á, tốt ở đây là bào đi công trình á, lớp giáp trụ của đường dưới á, thì nó sẽ hình thành nên một cái đường thắng dành cho bên phía của Team One. Và tại thời điểm đó thì con Victor nó chưa nâng cấp được cái lõi công nghệ MK1, là chưa thể nào kẻ một e đẩy được ba con lính đánh xa hết. Thì Faker lần về nhà nó sẽ có nước mắt, nó sẽ có Lâm Ngọc, nó sẽ có cái khả năng bung mana để mà có thể đẩy đường trước so với con Victor. Thì sẽ là khoảng thời gian nó dao động khoảng chừng phút thứ 9, phút thứ 10. Đó là cái cơ hội để cho bên phía của Team One khoảng thời gian, cái khoảng hở về mặt đội hình để cho bên phía của Team One họ đẩy mạnh cái nhịp độ của ván thi đấu lên. thì nó cần phải có thời điểm đó nha. Nhưng mà ván này á thì bên phía của Genji họ làm tốt quá, ở trong gian đi đường họ làm rất là tốt anh em. Mình vô mình xem cái cách triển khai ha. Có rất là nhiều những cái biến số. Đây là một ván thi đấu mà anh em thấy được rằng cái sự khác biệt lớn nhất đến từ cái giai đoạn macro của T1 với lại bên phía của Genji nha. Anh em tưởng tượng như là T1 nó giống như là một cái con chip á, một cái con chip ở trong cái bộ máy tính, mà con chip đời mới nhất, hiện đại nhất á, là những cái quyết định macro của bên phía T1 là gần như là không có cái sai lệch về mặt thời gian, không có bị delay về mặt thời gian. Nhưng mà cả năm thằng luôn nha. Nhưng mà bên phía của Genji á thì nó giống như là cái con chip đời cũ, họ di chuyển không có đồng đều cả năm thành viên. Đó là một trong những cái điểm được của bên phía của Genji ở bên phía của Team One ở trong ván một này. Với lại nha, tôi không biết là bên phía của Team One họ tập luyện đấu tập như thế nào á, mà cái cách của họ mà phản ứng trước những cái biến số nó rất là nhanh chóng, thật sự nó rất là nhanh chóng luôn. Rồi còn để mình đi vô với ván đấu á, thì mình sẽ tìm hiểu thêm về những cái quyết định macro mà nó nhanh một cách rất là bất ngờ dành cho bên phía của T1. Nhưng mà quay trở lại với vấn đề đầu trận á, hồi nãy có nói á, là bên phía của Genji họ xử lý ở 15 phút ở ván thi đấu này quá tốt, siêu tốt luôn á. Đây là một cái đội hình mà kéo dài, kéo lết, một đội hình mà cần có thời gian tụ đến từ Ezreal, một đội hình mà cần có cái lượng sát thương đến từ Victor, là đội hình kéo rất dài, có on ở cấp độ 13, 14 nâng cấp đồ, là một đội hình đánh thẳng về giai đoạn về sau, đúng không? Đúng với cái bản chất của phía Genji luôn. Nhưng mà cái pha này là cái pha mà xử lý biến số nha. Đầu tiên á là một cái tình huống mà Lehen nè, RQ Ruler quy một cái nữa, nó lấy được cái lượng máu lớn đến từ Kyria luôn. Đây là một trong những cái điểm trọng tâm nhất ở đường dưới trong cái pha xử lý cấp độ 1. Nó khiến cho Kyria phải mất máu và bị lỗ máu hơn ở trong pha trao đổi này. Hồi nãy tôi có nói với anh em á, tôi có nói là gì? Ezreal và Kama cần phải chịu được ở 3 cấp độ đầu tiên thì cái kèo này nó mới kiểu dạng là nó mới thở được, nó mới không thua. Nhưng mà thời điểm cấp độ 1 nó đã làm một pha quá tốt. Một pha nó lấy lượng máu quá lớn và tiếp tục là một cái thế mà anh em thấy không? Bung chiêu nè. Xong rồi con Ezreal này nó tích cái nội tại nữa. Con Ezreal này có 5 stack, nó đánh ghê lắm nha, nó đánh nhanh lắm. Rồi, từ một cái lợi thế máu như vậy á, thì nó bắt đầu nó triển khai ở đường dưới luôn anh em, nó phá cái thế của con Caitlyn với con Lux luôn. Là Caitlyn Lux là đẩy không lại, thậm chí là nó đổi mạng luôn. Đây. Đây tình huống này, chút nữa mình sẽ quay trở lại với cái pha xử lý của Peanut này sau ha. Mình nói tiếp ở đường dưới. Đây. Nè anh em thấy không? Ezreal bắt đầu tích nội tại nha. Lên 2 nha. Đẩy vô tấn công nha, tấn công của Majusi xong chuyển qua Kyria nha. Nói chung pha đánh đổi này nó không có lỗ. Về mặt phép bổ trợ thì anh em nhìn nè, đó, xạ thủ mất flat đúng không? Phía đây xạ thủ còn flat, nhưng nó phá được cái thế của các cặp đôi Caitlyn và Lux. Cặp đôi Caitlyn Lux bây giờ là đẩy không thắng nữa. Thì đây là một cái thời điểm cái biến số cấp độ 1 mà bên phía của Genji xử lý rất là tốt. Nó khiến cho cái áp lực của Caitlyn và Lux của bên phía T1 là gần như bị xóa bỏ. Và cái điều kiện thắng hồi nãy tôi nói tới, khi mà đội hình của phía T1 họ hình thành á, có Caitlyn và Lux, và họ sẽ farm, họ sẽ tận dụng cái khả năng ép đường đến từ Caitlyn và Lux, bào đi công trình. Rồi chút nữa ông Faker có khoảng thời gian hở
là khi mà trước khi mà cho vi lên lỗi công nghệ MK1 á, Faker nó sẽ có năng lượng để nó bung mana, để nó đẩy, nó gây áp lực cùng với thằng owner con Nocturne cấp độ 6, thì nó sẽ đánh xoay quanh ở khu vực đường dưới để có thể tạo ra một điều kiện thắng. Anh em hình dung được không? Anh em hình dung khi mà cả hai team bích được đội hình thì nó sẽ dẫn tới cái thế đó. Còn đây là những cái biến số ở trong ván đấu khiến cho cái thế nó thay đổi thành một cái thế khác. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ quay trở lại với tình huống xử lý này của ông Peanut thì nó hay rồi. Pha này là Peanut xử lý thông tin. Đó, nó ăn từ bùa đỏ. Xong rồi nó ăn bẫy chim. Đúng không? Ăn bẫy chim, nó biết Faker cắm mắt ở đó rồi. Xong nó dòng ngược trở lại nó ăn đá. Pha này là gần như là bất lực của Faker. Faker sẽ kiểu dạng hơi tự tin, và với cái việc mà mình có được cái thông tin đó, có cái thông tin đó, nó đến từ việc mình cắm mắt á, nó bị khai thác ở đường dưới luôn. Còn pha xử lý này Keria cũng chiến ha. Keria cũng cố gắng để có thể đánh trước đó chứ. Ở phía bên kia nó có linh giáp luôn nè. Layhen nó có linh giáp nè. Cái cơ sở đánh dành cho Keria là bởi vì nó có hồi máu. Xạ thủ có hồi máu thì đánh giao tranh hai vé sai ok. Còn cái pha găng này của là anh em thấy không? Xử lý thông tin là Faker có thông tin đến từ con mắt ở đây rồi. Nó nghĩ là đó, nghĩ là Peanut nó đang ăn ở cánh trên, đứng chắc thẳng về cánh dưới. Cánh dưới thì có con rừng của mình nữa. Nhưng mà đâu ngờ là pha này con gấu nó vô nó lùa đâu. Anh này Faker Peanut hay. Peanut hay. Đây là một cái tình huống mà kiểu dạng nó giống như ở đường dưới luôn, là nó phá thế của bên phía T1 luôn. Phá thế, ví dụ đường dưới á, là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của bên phía Genji là bây giờ không thua trong việc lấy đường nữa. Đó, với cái việc mà Caitlyn và Lux mất spell rồi mất đi cái thế ép á, thì Ruler bây giờ nó khỏe lắm, Lehen nó cũng đẩy đường khỏe nữa. Rằng cho Vi nó cũng tham gia một điểm hỗ trợ ở trong cái điểm hạ gục vừa rồi cũng phải cơ. Hồi nãy tôi nói là gì, phút thứ 10 chưa có lỗi công nghệ MK1 đúng không? Nhưng mà với 25 điểm cái điểm nội tại này á thì nó sẽ rút ngắn anh. Nó rút ngắn, nó không còn là phút thứ 10 nữa, mà nó còn khoảng chừng phút thứ 8, phút thứ 9, kiểu là như vậy. Nó rút ngắn đi rất là nhiều, và cái khả năng farm của con Chovy thì anh em biết rồi. Đó, thì nó khiến cho cái lối vận hành sau khi ban bích đến từ bên phía của Tiên Quanh là nó bị vỡ lở luôn rồi. Đường dưới không tận dụng được bộ đôi Caitlyn và Lux. Đường giữa thì một chút nữa thì cái lỗi công nghệ MK1 nó sẽ đến sớm đến từ Chovy. Là lúc đó con Chovy nó sẽ đẩy đường được ok. Đó. Và nhiều khi là con bùa xanh đầu tiên ván này nhường dành cho Chovy nữa, là lúc đó Faker sẽ bị bó chân ở đường giữa và không di chuyển ra hai bên cánh được nhiều. Và nếu như Faker di chuyển á, thì nó phải bắt buộc là mất lính, thì lúc đó nó sẽ tạo ra cái giãn cách của hai thằng midlane anh em. Rồi khi mà tôi coi tới cái khúc này á, là bắt đầu nha, khúc này là khúc tôi ở đây tôi ghi ở trong giấy á. Khi mà tôi coi tới khúc này á là bắt đầu tôi ghi là tới phút thứ này, tôi ghi tới phút thứ 7 là diễn biến lúc này chỉ còn trông chờ vào thằng top thôi. Tức nghĩa là thằng top nó sẽ tạo ra được một cái áp lực về mặt chỉ số lính, áp lực về quay lính để tạo ra những cái tình huống tấn công. Tại thời điểm đó phút thứ 7 là thằng owner cấp độ 6. đây tính tới tình huống này. Đó, khi mà cái thế trận đầu game đến từ bên phía của Genji mà nó tốt quá như vậy á, thì đây là thời điểm mà bên phía của Tiên Quang là chỉ trông chờ được vào Z. Z tạo ra được thêm cái áp lực về mặt đi đường, và nó tận dụng với cái khả năng đẩy đường đến nó tận dụng với cái khả năng cấp độ 6 có hoang tượng đến từ Honor nữa, thì nó cần phải tấn công lên gánh trên. Và đây là trong những cái điểm mà tôi thật sự là tôi rất là phục bên phía của Tiên Quang. Nó cái cách mà họ xử lý những cái biến số trong ván đấu, họ thấy là đường dưới bây giờ đang hơi gặp vất vả rồi, hơi khó khăn rồi, đó không vận hành được cái điều kiện thắng đến từ con Caitlyn nữa, thì họ chuyển dịch cái lối chơi rất là nhanh anh em. Thằng Honor nó chuẩn bị nó lên 6 nè. Thằng Faker tại thời điểm này nó vẫn đẩy được, tại vì lần về nhà đầu tiên của Faker thì nó vẫn có nước mắt nè, anh em thấy không, vẫn có nước mắt, vẫn có giày để có thể di chuyển. Đó, nó vẫn đẩy được ok. Lúc này thì chưa có lỗi công nghệ 10k1 nên đẩy cũng hơi vất vả đến từ cho Vi. Đó. Nè, đây là một cái tình huống mà anh em thấy di chuyển áp lực rất là nhiều lên cánh trên. Nè, bắt đầu có khoảng trống nè. Thở cái con sứ giả này á. Cái con sứ giả này là một cái con sứ giả mà bên phía của Genji họ mất một mạng, họ ăn được nhưng mà họ không lùm được. Nhưng mà cái mục đích đến từ bên phía của Genji á, tại vì đường dưới của họ đang đẩy tốt mà, nên cái mục đích ăn được con sứ giả này á, nhằm một mục đích
nếu mà ăn được lụm được thả được thì là ngon, còn mục đích chính của họ là không để cho bên phía của Trinh Quang họ sở hữu, tại vì ván này ván cần phải kéo dài dành cho bên phía của Genji, thì cái khả năng để có thể lăn cầu tuyết tốt nhất là đến từ những con sứ giả. Thì cái pha này mặc dù mất đi cho mình đó một điểm hạ gục, nhưng mà tôi đánh giá là vẫn thành công về mặt ý đồ chiến thuật lâu dài dành cho bên phía của Genji đó. Rồi quay trở lại với cái tình huống mà đây, khúc này bắt đầu tôi nốt là phút thứ 7 mà bên phía của T1 họ cần phải tạo ra một cái điều kiện thắng mới ở đường trên, thì họ làm được anh em, họ làm được chứ không phải là không. Những cái tình huống di chuyển lên cánh trên là bây giờ đây là tình huống làm mềm trước đúng không, áp lực làm mềm. Đây, sau một khoảng thời gian ở đường dưới không tạo ra được áp lực dành cho FQ với lại Kama, cặp này xử lý quá ổn rồi. Thì bên phía của T1 là bắt đầu nè. Đó, làm mềm, chuẩn bị là thay đổi cái cách tiếp cận ván đấu. Họ thấy đánh đường dưới bây giờ không ổn nữa, mất hai rồng rồi. Này, bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận. Và với cái sự thay đổi cách tiếp cận này nó tạo ra được một cái chênh lệch lớn ở đường trên. Anh em thấy ông búa rìu sát thần nè, chênh lệch về mặt chỉ số lính bắt đầu có nè. Đường dưới không thắng, họ chuyển dịch đánh lên cánh trên liền. Và sau khi mà thằng Z có được cái cơ sở để có thể di chuyển sớm á, nó di chuyển ngược trở lại, nó đẩy xong nó không bị trì trệ ở đường trên, nó di chuyển ngược trở lại, nó hỗ trợ dành cho những cái cánh khác. Đây là cái cách xử lý mà tôi nghĩ là rất nhanh tay, và nó xử lý là nó thiên về xử lý biến số của ván đấu, nó không có bị bó buộc vào một cái hướng là cụ thể là mình phải gây áp lực ở đường dưới đồ các thứ này nọ nữa. Nhưng mà bên phía của Genji là vẫn tính tính tới thời điểm hiện tại là tôi vẫn dành một lời khen nha. Dành một lời khen bởi vì họ đánh early quá đỉnh ở ván này. Quá ổn. Và họ có được con sứ giả đầu tiên nè. Họ có được hai con rồng nguyên tố nè. Hai con rồng nguyên tố là anh em biết là cái tác dụng của nó rồi đúng không? Là nếu như mà rồng 3 mà bên phía của Genji mà kiểu dạng thấy là mình chưa nhiều đồ, hoặc là mình cần thời gian farm, hoặc là mình muốn lấy trụ bên phía đối phương, thì họ có thể bỏ rồng 3. Họ tiếp tục họ farm. Bởi vì cái cơ sở đánh của Genji là cơ sở sau 30 phút, đánh càng lâu thì càng chắc dành cho cái đội hình này. Đó, họ vẫn đánh được kiểm soát ổn, họ vẫn thắng ở khu vực đường dưới anh em. Còn pha này cho vi đứng cover, đây là tình huống xử lý hay của cho vi anh em. Đẩy xong được lính đi, xong rồi đi farm ở trong rừng, xong rồi ăn bùa xanh, xong rồi đứng cover cánh trên, có được điểm hạ gục. Con Victor này nó xanh lắm luôn rồi đó, nó farm hơn so với Faker, xong rồi nó lại có tốc độ lên trang bị sớm ở ván đấu nữa. Còn đường dưới thì vẫn rất là thành công nha, anh em thấy trụ đầu tiên dành cho bên phía của Genji luôn, rất là thành công dành cho Genji sau 15 phút rồi đó, 15 phút đi đường. Và từ một cái đội hình mà đánh thiên về giai đoạn về sau, nhưng mà anh em nhìn nè, cho vi hơn Faker một cấp độ, farm hơn 20 lính, nhỉnh hơn một món trang bị nửa món trang bị lớn với lại cái đồng hồ. Ezreal bây giờ đẩy đường trước so với cách Linh Lắc đã là một cái thắng lợi rồi. Đường trên thì chắc chắn sẽ có cái chênh lệch anh em, đường trên chắc chắn sẽ có chênh lệch thôi. Nhưng mà cái vai trò của thằng On á, của thằng Doran ở trong ván này là cấp độ với lại chống chịu. Thì khúc này là cái khúc mà thường là bình luận viên sẽ hay nói là cái điều kiện thắng anh em. Thì cái điều kiện thắng của bên phía Genji nó đang được củng cố, đang được đảm bảo. Thậm chí tôi coi tới khúc này tôi thấy trời vất vả rồi, vất vả có khả năng là ván này thua dành cho phía của Team One đó chứ. Nhưng ở giai đoạn về sau là cái giai đoạn mà những cái tình huống di chuyển nó rất là khác biệt, nó rất là mút đến từ bên phía của T1. Nó gần như là không có, nó giống như nãy tôi so sánh đó, nó là một cái con chip mà xử lý ở những cái họ thu thập thông tin và họ xử lý thông tin rất là tốt, và gần như là mắc binh dành cho cái pha di chuyển tổng thể 5 người. Sẽ có một cái ví dụ ở giai đoạn về sau để chút nữa coi tới cái khúc mà con rồng á, khúc cuối á, khúc pha giao tranh cuối á, là anh em sẽ thấy cái sự khác biệt trong cái pha mà tổng thể di chuyển 5 người của T1 với lại của Genji. Đánh tới khúc này vẫn đang rất lợi thế nha. Anh em nhìn chênh lệch về tiền thì nó không chênh về cho bên phía của Genji hay T1 đúng không? Nhưng cái đội hình tổng bây giờ bắt đầu có cơ sở giao tranh rồi. Thậm chí pha thi đấu này là pha thi đấu mà cả Zed với lại Faker là không có tốc biến, và họ bị kẹp ở một cái cánh khác. Một con rồng đổi lấy hai điểm hạ gục.
vẫn rất là ok. Hồi nãy thậm chí là tôi có nói mà, con đồng ba này nếu như không có thể giao tranh tốt đến từ bên phía của Genji thì họ bỏ cũng không thành vấn đề gì. Thì pha này là họ bỏ người, họ ăn mạng, vẫn ổn, mọi thứ vẫn đang ổn. Mọi thứ vẫn đang ổn nha. Nhưng mà bên phía của T1 thì đang có cái tình huống kiểu dạng T1 họ có mấy cái pha mà di chuyển đón đầu rất là hay. Cụ thể là cái pha mà kiểu dạng phút thứ 20 nè. Đây. Đây. Đây là cái pha mà di chuyển đón đầu của bên phía T1 nè. Đầu tiên là họ tiếp tục chơi xoay quanh vào cái cánh trên anh em. Đẩy cặp đôi xạ thủ hỗ trợ ra đường giữa. À hồi nãy có nói quên, Hồi nãy ở khúc này tôi có nốt là Caitlyn hai mạng, tôi để dấu chấm hỏi. Tại vì thường là những con Caitlyn khác của những thằng người chơi khác á, thì cái việc mà nó có được điểm hạ gục thì nó ok, nhưng mà cái khả năng gánh đội giai đoạn về sau á thì nó sẽ, tôi không có niềm tin bằng nhiều thằng Gumball Yoshi. Nên đó lý do tại vì sao mà tôi để chữ Caitlyn xong rồi tôi để hai mạng chấm hỏi, là nó vẫn tiềm tàng được cái khả năng để có thể gánh team dành cho con cướng Caitlyn của thằng Gumball Yoshi. Và thực ra đây ván thi đấu mà Lenin không thắng dành cho Gumball Yoshi nha, nhưng mà nó vẫn đánh hơi ra được những cái điểm hạ gục và nó vẫn có được rất là nhiều những cái điểm hạ gục ở giai đoạn về sau của ván đấu. Thì hai điểm hạ gục lúc đầu này là hai điểm hạ gục tạo tiền đề dành cho những tình huống sau đó. Thì đây đây là một cái chỗ mà tôi để dấu chấm hỏi là vẫn có khả năng bùng nổ đến từ Gumball Yoshi nha. Và tại vì nó là Gumball Yoshi á anh em, chứ mà những cái thằng khác ví dụ như tôi đi, tôi mà cho tôi có 4 điểm hạ gục ở con Caitlyn ở trong cái thời điểm phút 20, tôi cũng để dấu chấm than luôn, là chấm hết dành cho phía của team tôi á. À, quay trở lại với tình huống này. Nãy tôi có nói đây là một cái tình huống mà kiểu dạng thường là hay đón đầu của phía T1. Thường á là mình đẩy xong cái đợt lính này mình về mình kiểm soát mắt đồ các thứ đúng không? Nhưng mà bởi vì bên phía T1 có rất là nhiều những tình huống giống vậy rồi nên tôi mới đúc kết ra được, tôi mới nói được. À, họ biết là đối phương sẽ di chuyển người lên phòng ngự, sau đó họ họ tập trung để họ khai thác anh em. Anh em thấy cái nhịp di chuyển này không? Nè, cả hỗ trợ, cả xạ thủ nữa. Thì pha này là cho Vi có tầm nhìn chứ không phải là không, nhưng mà nó đẩy rướng. Với lại nó cũng tự tin là nó có tốc biến, ơi nó có đồng hồ, lại tốc biến của nó cũng hồi lại rồi. Nhưng mà đây là cái tình huống mà Châu Vi mất đồng hồ, chưa hồi lại kịp tốc biến. Thì cái pha này là cái pha có thể gọi là chủ quan đến từ Châu Vi là một. Với lại cái pha đi tắt, đi đón đầu của bên phía T1 là hai. À, từ bây giờ thì bên phía của T1 họ đánh theo kiểu là đánh macro anh. Đánh macro. Cái đầu tàu đẩy lính á, vẫn là hàng sớt nha, vẫn là hàng sớt chứ không phải là không nha. Và lúc này là cái áp lực đến từ con Nocturne là có rồi. Áp lực đến từ Nocturne là có rồi. Thằng Peanut á, nó chỉ có hai phương án. Một á, là cover ở cái cánh Victor. Thực ra tôi nghĩ là cover ở cánh Victor, tại vì không cover ở cánh On thì nó cần phải có khả năng cover tốt đến từ Peanut ở trong những cái tình huống đẩy lẻ. Chứ Peanut bây giờ đẩy khỏe lắm, nó đẩy với thằng nào cũng được mà. Đẩy với thằng Jet cũng được luôn, đẩy với thằng Faker cũng được luôn. Đồ của nó đồ thế kia mà. Rồi giai đoạn về sau thì là cái giai đoạn đấu macro rồi anh em. Thường là đẩy lính xong rồi đấu macro. Để coi con rồng này hình như ai ăn ta, quên mất tiêu. À pha này là pha BK tốt đến từ phía T1 đúng không? Pha này Faker tốc biến lên E đúp hụt á, không vô đủ tầm đúp hả, xong rồi nó giật ngược trở lại. Pha giao tranh này cũng chưa phải là quá lỗ dành cho bên phía của Genji nha. Đội hình đánh tới khúc này vẫn đang ok á. Rồi bên phía của T1 thì họ tận dụng cái khoảng trống nhỏ, khi mà Honor nằm xuống thì nó còn đủ sức để có thể rush con rồng. À đây rồi, đây là tình huống Baron tôi bỏ qua rồi. Đây là cái pha mà tôi nốt trong cái giấy của mình á, là Faker nó xử lý não to quá. Cái pha này là mất rừng thì vô ăn Baron ép giao tranh là cái điều rất là bình thường nha. Tùy vào cái quyết định, tùy vào cái biến số là mình sẽ đánh bật ngược trở ra hay là mình rush con Baron đó. Thì cái pha này mất rừng đánh bình thường anh em, nhưng mà cái cách xử lý của Faker nó lại rất là ảo. Đầu tiên là họ có tầm nhìn chứ không phải là không có tầm nhìn, và họ tính toán được cái lượng sát thương của đối phương là bao nhiêu. Thì đây là tình huống xử lý đầy kinh nghiệm của ông Faker.
anh em mình chơi á, là anh em mình sẽ rờ từ đây nè, rờ từ nhà rờ ra đây nè chẳng hạn, ví dụ rờ tới đây nè, rờ từ đây cho tới đây đúng không, kiểu là như vậy. Lúc đó thì sẽ bị mất rờ và cũng không có nhiều góc lắm để vào. Anh em nhìn cái cách xử lý của ông Faker nè. Rồi họ có thêm cái lượng tầm nhìn nữa, vừa mới bắn cái mắt vô, biết là đối phương chưa, mất thêm một khoảng thời gian mới dứt điểm được con Baron, còn 4.000 máu. Bây giờ không có rừng đúng không, không tranh chấp được trừng phạt đúng không, thì BK nè. Đây là một cú R mà nó cự ly của cú R này nó bao hàm được rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất á, là nó sẽ tạo ra được một cái tình huống, cái vị trí đẹp để khép góc đường về của bên phía của Genji. Thứ hai là nó không quá gần các thành viên đến từ bên phía của Genji để cho họ có thể bật ra. Và pha trước thì bên phía của Genji cũng mất đi chiêu cuối nhiều rồi, nên cái việc mà họ bật ra nó cũng sẽ bị hạn chế. Nhưng mà dù sao á, nó vẫn sẽ tránh được cái rủi ro là con Kama búp linh giáp cho cái nguyên cái đội hình của bên phía Genji họ tràn ra. Nếu như Faker R quá gần, R ngay chỗ này nè, hoặc là R ngay chỗ này, R quá gần thì nó sẽ bị, vẫn sẽ bị bật ngược trở lại. Đó anh em hiểu không? Ví dụ đáp xuống nè, xong cho viên nó đặt cái trường trọng lực vô, thấy là bắt đầu thấy mất tốc biến rồi đúng không? Thì cái vị trí xử lý này của cú R của ông Faker là đầy kinh nghiệm, đầy kinh nghiệm. Có lý do tại sao mà tôi khen pha xử lý này não to này, pha xử lý kinh khủng. Còn pha này 4 đến 5 có được rất nhiều những điểm hạ gục luôn, hình như là quét sạch hết hả. Ừ thắng luôn á, nên từ pha này là thắng luôn á, từ pha này là áp lực luôn á, qua ra kêu dành cho Gumayusi luôn. Đó, pha xử lý đỉnh đó anh em. Thằng Gumayusi nó xanh ở trong tình huống này nữa, nó xanh nữa nên nó có đồ nó bắn được ở trong mấy pha combat sau. Pha đó là pha quan trọng nhất luôn, tôi nghĩ là pha quan trọng nhất là tôi nể kiểu dạng mấy cái cách xử lý mấy cái cú sốc côn, với lại nó giống như là hồi nãy tôi so sánh đó, là một cái con chip. Nhưng mà con chip này là con chip đến từ năm cái não khác nhau của bên phía Thiên Quanh nha. Và xử lý những cái tình huống sốc côn phải nói là cực kỳ mượt mà, và gần như là không có cái bất kỳ một cái vấn đề gì mà mình có thể chê trách với những cái tình huống xử lý đó anh em. Sắc cô nó, tôi đang nói thiên về macro đó. Và đặc biệt nữa là cái độ trễ của nó rất là thấp. Anh em thấy những cái tình huống xử lý của anh phía tương quan không? Gần như là không có bất kỳ một cái độ trễ nào đến từ cho cả năm thành viên. Còn pha này Faker nó không chụp được thì cái đó là nó thiên về tay anh em, chứ không thiên về não, hay là không thiên về macro, hay không thiên về cái gì. Nó thiên về cái cách giữ vị trí rồi tay của mình là chính. Nhưng mà tay thì bù lại rồi, đội hình này của anh phía tương quan là không thiếu về tay. Honor đánh ghê nè, tay to nè, Zed tay to nè, Gumayusi Kirea tay to nè. Faker không phải là tay nó không to, nhưng mà để gọi là thời kỳ đỉnh cao như 2013 hay là đồ các thứ thì không có bằng, nhưng nó bù lại nhiều. Nhưng mà bị nói như vậy là không phải là Faker tay bé nha, Faker tay vẫn ok. Nó không còn là 10 điểm nhưng mà nó còn là 8 điểm rưỡi, 9 điểm. Phải nói là cụ thể như vậy, rõ ràng như vậy. Rồi lúc này là Gumayusi xanh lắm, siêu xanh luôn rồi, nó bắn được chống chịu rồi. Tự nhiên pha đó cái nó bị bên phía của Genji bị bình bỉnh lại hết chứ, mất con Baron cái bị bịt ơi à, ăn được Baron mà chết hết cái bị bình bỉnh lại hết chứ. Rồi xong rồi đến một cái pha cuối cùng, mà đây là một cái ví dụ điển hình nhất cho cái sự khác biệt đến từ những cái con chip xử lý nè. Đây ví dụ hàng Z ngay lập tức nó bị bắt ở đường trên đúng không, là bên phía của Team One là thấy hết cứu được rồi, Team One là thấy hết cứu rồi, Faker không có núp nữa, ra đẩy luôn, có thông tin rồi, đối phương tràn lên đường trên rồi. Honor không có tốn thời gian ở đường trên nữa, thay vào đó nó chạy thẳng ra, nó hỗ trợ dành cho mid, đẩy vô, xong Honor giật ngược trở lại ra rồng bên đây ăn rồng đó. Nó gần như là không có độ trễ, Faker đẩy xong quay lính đó, ăn xong bãi đá ra đón Gumayusi. Anh em thấy mỗi người một việc và gần như là nó rất là khớp không, nó rất là smooth với nhau không. Gần như thằng Keria thì vai trò của nó là gì, kiểm soát tầm nhìn, đây một con mắt rồi đó, nó đi cắm mắt. Thằng Honor giật ngược trở lại rồng đúng thời điểm rồng ra. Anh em thấy cái cách mà nó xử lý năm thành viên không, vai trò của từng thằng rất là smooth, rất là hợp lý,
Còn trong trường hợp này, dịch ngược trở lại cái sự khác biệt đến từ bên phía của Genji. Đây, đây. Dứt điểm xong đúng không? Không, bố mày farm cái đó. Tao farm, tao farm, tao mày farm. Tao mày farm. Bị chậm, bị chậm. Bây giờ đi hướng nào? Bây giờ tập trung đội hình ra hướng nào? Rồi ok, tao đi đường này đúng không? Nguyên team chạy ra hướng này hết. Bắt đầu chia lẻ ra, này đi hướng này. Nói chung là vẫn chạy ra chứ không phải là không. Nhưng mà nó có một độ trễ. Anh em nhìn Lehen nè. Đó. Đây đúng không? Lehen nè. Dòng lên một cái. Để tao coi chỗ này có gì không? Để tao coi chỗ này có gì không? Rồi rồi rồi. Rồi chỗ này có hoa soi sáng. Ủa lộn, có bưởi. Tao chạy lại toàn bưởi. Ok, tao cần bưởi, tao hồi máu. Đó, xong rồi tao chạy lại. Cho vi thì đẩy xong nó có TP, anh em không nói. Nó đẩy xong nó có TP. Rồi ok. Ruler thì để tao bắn lính mấy cái đó, tao tích cái nội tại đó. Rồi ok, tao bắn lính mấy cái, tao tích cái nội tại nha. Đừng 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 vô, đừng vô. Đừng vô, đợi team, tao bắn tích nội tại, đợi đợi support nữa. Đợi support đang di chuyển. Nhưng mà Pinot thấy chết mẹ, nó ăn xong rồng ơi. Nó ăn rồng sắp xong rồi. Thôi tao vô nha, tao vô tao tranh cướp nha. Tao cướp nha. Rồi xong rồi bị kẹt ở trong luôn. Tao có đồng hồ, tao có đồng hồ. Cứu tao, cứu tao, cứu tao. Đó, Pinot nằm. Jovi nằm, có đồng hồ nằm. Anh em thấy khi mà cái đội hình nó chưa tập trung lại được với nhau, Ruler nó đâu có bắn được đâu. Thằng Jovi nó đâu có gây được đam đâu. Là một cái đội hình chuẩn, có chống chịu, có mở giao tranh, có Ezreal, có Victor. Nhưng mà pha thi đấu đó là pha thi đấu mà bên phía của Genji đã lỡ nhịp di chuyển. Và họ vào không có khớp cùng với nhau nữa. Anh em thấy hai con tướng chống chịu không? Một con thì đứng ở ngoài, một con thì chạy từ nhà ra, một con thì vô tranh chấp rồng, có đồng hồ câu kéo nhưng cũng đâu được bao lâu. Và nó mất đi những cái tài nguyên đó anh em. Ruler cố gắng để tích nội tại vô cũng đâu có bắn được cái gì. Thì thay vì trường hợp đó thì họ có hai phương án khác. Một á là đứng ở đây, đứng khép góc ở đây. Đứng khép góc chờ cho support hồi máu đúng không? Ăn hạt hồi phục hồi máu đúng không? Chờ cho thằng top di chuyển ra đúng không? Ok, đối phương ăn rồng thì thôi. Rồng ba rồi, bây giờ mình trễ, mình vô không kịp rồi. Đẩy cái đực lính ở đường giữa. Mấy thanh niên này, khứa này đứng khép góc, bắn bắn rỉa. Ép cho T1 phải đi một cái con đường xa hơn. Đẩy vô lấy trụ đường giữa. Gỡ lại phần nào đó. Gỡ được nhiều gỡ. Tại cái đội hình này là đội hình mà kiểu dạng cân bằng mà. Đội hình có chống chịu đến tuyến trước mà. Nhưng mà đó, bởi vì cái sự ăn khớp, mất ăn khớp ở trong pha thi đấu đó. Nên khi mà Ruler nó bắn thì nó đâu có được ai che nữa. Và nó không có áp lực đến từ pháp sư nữa. Victor của Chovy cũng có đồng hồ câu kéo cũng chết luôn. Rồi Pinot vô không cướp được là cũng chết luôn. Mất đi cái dàn trắng, Ruler đỏ súng còn không lại so với Guman nữa mà. Thì đó là cái sự khác biệt dành cho những cái tình huống xử lý macro tổng của team anh em. Thì tôi không biết là bên phía của T1 là họ đã làm gì ở trong giai đoạn đấu tập, mà cái cách xử lý của họ về mặt di chuyển 5 thành viên á, nó giống như là cái bộ máy, một con chip mà nó thế hệ mới, con chip của Apple, con chip M1 của Apple á, nó rất là nhanh. Thì cái ví dụ vừa rồi là cái ví dụ mà anh em thấy là cái sự khác biệt rõ nhất về cái vai trò của 5 thành viên trong một team, và nó xử lý rất là bực đỉnh. Thì cái ván một là cái ván nó có những cái tình huống như vậy đó nè, những cái tình huống như vậy. Thêm vào nữa nha, cái việc mà bên phía của Gen thì hồi nãy tôi có nốt á, là khi mà tôi nốt xong là 7 phút diễn biến lúc này là chỉ trông chờ vào hàng top rớt á để tạo ra một cái điều kiện thắng mới dành cho bên phía của Team One á. Thì đúng tại thời điểm đó bên phía của T1 là họ tràn lên cánh trên, họ thấy đánh ở khu vực bên dưới không nổi rồi, họ tràn lên cánh trên, họ băng trụ, họ giúp cho hàng rớt xong xong cái pha đó, hàng rớt di chuyển ra đường giữa có thêm cho mình đó điểm hạ gục nữa. Thì nó rất là những cái cách mà họ xử lý những cái biến số, nó rất là phù hợp với cá nhân tôi thấy nó rất là phù hợp với từng cái biến số ở trong ván thi đấu ván 1. Ván 1 là một ván mà tôi nghĩ tôi dành lời khen dành cho bên phía của Genji. Họ ban bích tốt, họ xử lý cấp độ 1 tốt, họ có được rất là nhiều những cái lợi thế ở trong đoạn đi đường với cái đội hình này. Và đội hình này càng kéo dài thì càng có lợi dành cho họ, nhưng mà họ thậm chí là không thua ở trong gian đi đường, họ thắng luôn, họ thắng ở trong gian đi đường luôn. Nhưng mà tiếc tiếc là đây là team quanh macro tốt quá, macro đỉnh quá. Nếu như mà là một đội tuyển khác thì tôi nghĩ là Genji thắng rồi, nếu như là một đội tuyển khác.
thắng ván một quan trọng lắm chứ bộ, thắng thắng tại vì bên phía của Genji là ván này được ưu tiên bích đội xanh, thắng ván này rất là quan trọng, nhưng mà tiếc là họ không thắng. Rồi bây giờ mình đến với ván 2 ha. Ván 2 thật ra thì lúc mà tôi coi khúc đầu á, thì tôi thấy cái đội hình này là đang có lợi thế trong dạng đi đường rồi, thì mình cùng điểm qua một chút xíu. Thì những lượt cấm đến từ bên phía của Genji, thật ra bên phía của Genji tôi nghĩ không cần phải cấm con Hecarim ở trong cái lượt này đâu. Cảm ơn 006 nhiều nha, livestream vui vẻ, cảm ơn bạn. Rồi thật ra không cần phải cấm con Hecarim đâu, bởi vì cái xác suất chơi của thằng Honor là nó không có cao. Thật ra thằng Honor thì nó đang chơi những cái con tướng kiểu dạng gây đam nhiều hơn, thì phù hợp với cái đội hình của phía T1 nhiều hơn. Ván này tiếp tục là ván mà Faker nó sử dụng Rai ở đường giữa. Và thật ra thì hồi nãy tôi có nói với anh em á, là con Rai của Faker á, là nó ít dùng ở trong những cái cặp trận trước. Nhưng mà tại sao nó lại chơi con Rai trong ván này? Thứ nhất là nó khả năng đẩy đường tốt, thứ hai nữa tôi cảm giác bên phía của T1 á, họ xác định là trong ván này họ sẽ đánh những cái mẫu chiếc tướng carry ở hai bên cánh. Thì đây là một ván thi đấu mà đã có sự thay đổi đến từ bên phía của đây là ván thi đấu đã có sự thay đổi đến từ bên phía của T1 ở trong dàn cấm mà chọn. Họ cấm đi con Kama anh em. Con Kama có lẽ như khi mà tôi thấy cái lượt cấm Kama này á, thì tôi nghĩ là bên phía của T1 á, bây giờ là họ xác định là cái biến số ở cái pha mà RQ lúc đầu của thằng Lê Hen nó chỉ là cái biến số của ván đấu thôi, chứ thực chất về mặt chất tướng con Kama vẫn đang rất là khỏe ở đường dưới. Và khi mà đội hình đến từ bên phía của bên phía của Genji mà có được Kama thì họ sẽ có được Ezreal nè, họ sẽ có được Jhin nè, họ sẽ có được Sejan nè, đẩy đường khỏe, và nó sẽ khiến cho cái những cái tình huống chơi hit đó của bên phía của T1 á là nó khó được diễn ra, tại vì có lính đâu, bên kia nó đẩy đi hết rồi, nó tạo ra cái thế thắng đường dành cho bên phía của Genji. Thì cấm điên Kama này là hợp lý ha, thì đây là cái sự lựa chọn cấm mà ổn. Và bên cạnh đó thì nó tạo ra cái con tướng tủ của con Keria đường dưới nữa, với con Nautilus nữa. Đây con tướng mà Keria đánh rất là ghê rồi anh em ơi, anh em cũng biết rồi ha. Rồi, thật ra khúc này tôi coi được mấy khúc đầu, tôi thấy bên phía của Tinh Quang đang có rất là nhiều lợi thế luôn đó anh em. Nè, vô cái kèo mà kiểu dạng những con tướng đánh gần như thế này nè, Alistar thật ra nó cũng là một vị tướng mà nó chống được con Nautilus. Nautilus mà nó móc á, xong rồi Alistar nó quy lên để mà nó tạo nó hất tung lên nó thì cũng được, cũng ok. Nhưng mà cái thế chủ động thì nó đa phần vẫn nghiêng về cho bên phía của Nautilus nhiều hơn. Với việc ván thi đấu này thì thằng Zed nó đánh con Lucian đường trên nữa nè, cũng khá là đột biến, khá là bất ngờ. Tại cái bệ tướng, tôi nghĩ là cái bệ tướng ở trong đầu của tôi á, của thằng Zed á, là nó đang có bốn con, đánh tốt bốn con đó nha. Thì tất nhiên là nó đánh rank thì nó sẽ khác rồi, nhưng mà đánh giải á, thì tôi đang thấy là có thằng Zed có bốn con đánh rất là tốt. Con Jay nè, con Chidamir nè, con Kennen nè, với lại Ragas, bốn con đó. Móc này ảo ha, đây là tình huống móc mắt tầm anh em. Với lại Keria trong ván này nó có, thực ra con Nautilus của Keria là một cái gì đó rất là khác biệt rồi, móc rất là khéo, rồi những cái tình huống xử lý của nó có cái độ nhấp nhả cao nữa. Ván này sai lầm nên bị khai thác triệt để hả? Ừ, pha này là pha mà tôi nghĩ Doran nó xử lý ổn á. Nó có thể cắt R2, nhưng mà nó cắt R2 vào thì nhiều khả năng là nó sẽ đổi mạng. Nó không muốn điều đó nó xảy ra, nó nhường cái điểm hạ gục dành cho Ahri luôn. Nè, cái pha này móc khéo lắm nè. Pha này là Keria nhấp nhả ổn nè. Trước đó thì nó phát hiện ra cái hướng di chuyển vào bụi đó rồi, nhưng mà nó chưa vội ra. Nó để cho Gumayusi cấu lượng máu, với lại cái pha nhấp nhả vừa rồi là nó tránh đi cái combo bò hút đó nè. Và thằng Keria nó chỉ móc khi mà con bò này nó hút vào lính, nó tạo ra một cái tình huống outplay luôn. Đó, tôi coi tới khúc đó rồi tôi coi thêm cả một cái khúc mà Zed nó solo kill được gần Doran nữa cơ. Rồi tôi tưởng là ván này là nghiêng nghiêng về cho bên phía của T1 rồi đó. Là chú bơ luôn á, vô cái thế là chú bơ luôn á. Rồi đường dưới thắng nha, ván này thì đường dưới của bên phía T1 thắng, đẩy đường đến cái việc mà kiểm soát con sứ giả đầu tiên nó rất là dễ dành cho đội hình của họ. T1 ở trong cái cặp trận này á, là đội tuyển có cái chỉ số kiểm soát con sứ giả tốt hơn, còn Genji thì có cái chỉ số kiểm soát những con rồng nguyên tố đầu tiên tốt hơn. Nhưng mà thật ra thì nếu như mà anh em nào mà nghe tôi thôi, để cái đó thì ván 4 tôi sẽ nói về cái trường hợp mà bỏ rồng để không kích cái tiền thưởng mục tiêu đó anh em. Có những cái đội tuyển bây giờ, tại vì họ chỉ được quyền lựa chọn một trong hai cái mục tiêu trên bản đồ thôi, là con sứ giả hoặc là con rồng, thì có hoặc là gây sức ép vào đường trên.
thì có những cái đội tuyển mà chuyên nghiệp á, họ đánh cái thế mà kiểu dạng qua lại với nhau á, thì họ chấp nhận bỏ hai con rồng nguyên tố đầu tiên để họ lấy lợi thế ít nhất là khoảng chừng 3.000 4.000 tiền. Lúc đó không thể nào kích được cái tiền thưởng mục tiêu hết nè. Ván này khá là cởi mở dành cho phía của Tiên Oanh đúng không? Dàn top của LCK năm nay què quặt hả? Ừ, công nhận top năm nay LCK hơi yếu hơn khi mà không có Khan, không có Nuri. Thì Kana cũng phong độ không tốt nữa. Nhưng mà để coi top năm nay của LCK có những cái tên nào. Doran, Rascal, Kana thì tạm thời là mùa này không tính tiền. Rồi nào nữa nào quên rồi, thằng Kim đó. Những top lane mà ấn tượng. Năm nay cũng không có thằng Summit nữa. Đúng không? Hoja thì đợt vừa rồi đánh cũng có thể gọi là có điểm nhấn. Nhưng mà Budon thì thôi cũng chắc cũng giống Kana không tính tiền. Zed chắc bây giờ top 1 rồi, Zed hiện tại là đang top 1. Vô địch thì top 1 là đúng rồi, nhưng mà cái cách thể hiện của người Zed xứng đáng là top 1 nữa. Tính ra Zed sinh năm 2K4 luôn. Ván này thì Châu Vi vẫn farm ổn ha. Thật ra ván này là cái ván mà bên phía của T1 đó anh em, chênh lệch 3.000 tiền mà nó đây 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 cái tình huống mà tôi coi được trước khi mà tôi vô làm, à một pha solo kill đường trên nó tạo ra cái chênh lệch khoảng chừng gần 3.000 tiền. Nhưng mà bị một cái là ván này bên phía của T1 họ đánh kiểu dạng phóng khoáng nhiều quá, họ đánh thiên về đẩy đường với lại bị khai thác trong những cái tình huống mắc lẻ nhiều đúng không, khiến cho cái chênh lệch về tiền nó không có được gia tăng, quả cầu tuyết không được gia tăng. Sau khoảng thời gian sau thì tôi thấy con Doran nó còn xanh nữa cơ, còn Akali nó có nhiều điểm hạ gục nữa cơ. Rồi anh em nào còn nhớ không, hôm nay hồi chiều nay ngày hôm qua hôm kia vậy tôi có nói với anh em á, đây là cái góc giao tranh rất là ưa thích của bên phía Thiên Quanh khi mà bên phía của đội đỏ, cái góc giao tranh xí giả, góc này là cái góc giao tranh rất là chết chóc. Tôi quên kéo cái màn hình rồi đây, cái góc giao tranh rất là chết chóc dành cho bên phía của T1 đó. Thường là con sụp nó sẽ mở này, anh em lưu ý cái vị trí cắm mắt nè, rồi họ thường là họ có một cái con mắt sau cái vách đá này luôn. Thường là con support sẽ là cái con tướng mở nè, mấy tụi kia nó chồng sát thương vô liền à. Đó kiểu là như vậy đó, đó cái góc giao tranh rất là chết chóc. Nhưng mà pha này Faker nó bị rình, Faker bị pin núp ở trong cái bụi đó rình. Ui Ruler chết luôn. Pha này như Keria chết. Doran lúc sau xanh lắm. Tại pha đó vô cái nhịp đánh á, họ đánh xong rồi họ ăn được điểm hạ gục á. Pha đó có cái điểm hay đến từ Pindex là rình tốt. Thì pha này tính ra vẫn đang có lời dành cho phía của Tiên Oanh mà. Lấy được trụ đường giữa trao đổi về điểm hạ gục cũng đang nhỉnh hơn mà. Một điểm hỗ trợ đổi lấy đường trên thì cũng đang ổn đó. Tính tới khúc này thì tôi vẫn thấy đang ổn dành cho phía của Tiên Oanh chứ không phải là không. Chênh lệch 3.000 tiền thứ 17 là một chênh lệch mà tôi nghĩ rằng nó tốt, nhưng mà có lẽ như cái biến số nó sẽ không đến từ giai đoạn này mà nó đến từ những tình huống tiếp theo. Châu Vi tính ra xanh đúng không, nó out farm Faker luôn kìa, cấp độ 2 cấp độ luôn kìa. Châu Vi farm ác thật chứ. Rồi Châu Vi nó chỉ trừ cái trường hợp mà bữa tôi nói với anh em á, có một cái này tôi không thích với Châu Vi á, là khi mà thời điểm mục tiêu ra đó thì Châu Vi nên hy sinh cái đợt lính để tập hợp cùng với team sớm hơn. Châu Vi nó hay bị ham lính khi mà có mục tiêu á, còn bình thường farm lính tốt như thế này thì đáng khen anh em. Nè, liên tiếp là những cái tình huống đổi mạng như thế này á, trong cái thế bất lợi á, thì cái team mà đổi mạng á, cái team lỗ á, là cái team đang dẫn trước. Tại đổi mạng thì cái team đang thua càng thích mà anh em. Anh này cũng không giết được đúng không? Đá ra xong rồi. Ui. Ván này đánh một hồi Guma Yuxi nó vẫn xanh nha. Nhưng mà phía bên kia thì nó có nhiều cái ngòi nổ để có thể khóa chết Guma Yuxi. Như là con Akali với lại con Ahri á, hai con tướng băng bổ vào, cái đội hình vẫn có cái khả năng băng vào tốt dành cho bên phía của Genji nữa. Guma Yuxi bị out combat rồi. Ở đó vô cái góc Baron bên kia đánh bật ra tốt quá.
Với lại đây là cái ván mà cái khởi đầu farm đến từ owner nó cũng tốt nữa anh em. Nó có một cái vòng rừng nó farm rất là nhiều lúc đầu và tạo ra được cái áp lực nữa. Nói chung tổng thể ở trong gian đi đường đến từ bên phía của T1 nó ở trong ván này là rất là tốt. Rừng farm nhanh hơn, nhiều hơn so với thằng Peanut nè. Xong rồi mid cũng đẩy đường ổn nè, nó tạo ra một cái trục di chuyển ra hai bên cánh, đường dưới với đường trên lại có được nhiều điểm hạ gục nữa. Thì giai đoạn đi đường của bên phía T1 làm rất là tốt. Nhưng anh em để ý cả cái chênh lệch về tiền nó vẫn chỉ là đâu đó khoảng loanh quanh 2.000 3.000 tiền. Hồi nãy phút thứ 14 là như vậy, bây giờ phút thứ 21 vẫn là như vậy. Tức nghĩa bên phía của Genji họ đang cân bằng lại về mặt thế trận. Một phần á, là cho vi farm tốt, một phần là những cái tình huống đổi mạng nữa. Game nào Honor cũng farm nhiều hơn luôn á hả? Honor nó out, out Peanut rồi. Honor nó đánh chắc mà, đánh hay mà. Ôi farm mở ác quá ha. Mở này vẫn ổn mà. Ui, cú Wii vừa rồi. Ui, xém chết, không tốc biến là chết rồi. Ui, tính ra đánh tới khúc này vẫn đang ok đó ha. Đánh tới khúc này bên phía của Tiên Quân vẫn đang làm chủ với thế trận chứ. Hay là thua pha này ta. Đây rồi, Peanut yếu máu rồi. Về rồi, triển khai Baron rồi. Có thua pha này không? Cho Vi mười mấy giây nữa đáp xuống với cú dịch chuyển. Peanut quay lại, Doran quay lại. Không còn chiêu cuối nha, mất đi rất là nhiều chiêu cuối nha. Lehen vô, Kedia hy sinh. Faker không có chiêu cuối, chắc bung. Bung, bung flash chạy. Đổi mạng. Bên kia đổi mạng. Tính ra cái pha đánh vừa rồi bên phía Thiên Quân vẫn là ổn. Vẫn là ổn nha anh em. Pha đổi mạng này mà có hai bùa lại Baron rơi vào cái thế kiểu dạng bất di bất dịch rồi. Đối phương ăn rồng 3. Thôi ván này là rồng gió nữa. Rồng gió cho đội hình có Ahri, Akali. Rồng không đẹp lắm dành cho bên phía của Genji nha. Linh hồn rồng không đẹp nha. Tới khúc này vẫn đang rất ok. Chinh đâu đó 4.000 tiền nhưng mà có bùa lại Baron. Ấy cái pha xử lý vừa rồi của Keria hay quá ha. Nó móc để mà nó có cái hoạt ảnh là nó đang sử dụng cái kỹ năng đó nè. Và nó không bị di chuyển ngược trở lại quá sâu vào trong đội hình của phía Kenji. Faker TP, Doran không R. Ui da. Mà dù gì ván này rớt chết nhiều pha cũng hơi uổng. Còn bùa loại Baron nè, móc mắt tầm nè, hết năng lượng nè. Ui pha này chết thêm mạng nữa hả? Baron bao play âm tiền luôn à. Đánh hồi Baron âm tiền luôn rồi. À. Ok, nhưng trong cái pha này thì hai xạ thủ vẫn đang khỏe đúng không? Có tốc biến. Rồi ok, bên kia có rồng mở, lùi lại một dẹp đánh vẫn ok. Tới khúc này tôi thấy vẫn đang ổn dành cho việc của Tiên Quân mà ta. Vẫn ổn chứ không phải là không. Sẽ có tiềm tàng về mặt gây sát thương đến từ úi. Thằng Châu Vi ác vậy. Dịch chuyển ra rồng hả? Đội hình hai xạ thủ, xin lỗi, dịch chuyển ra Baron đúng không? Đội hình hai xạ thủ là anh em thấy cái vai trò vị trí đến từng Kirao né xong rồi quay ngược trở lại xong rồi cố gắng đánh bật ra. Ui, rồi rồi nặng nhất là pha này, nặng nhất là pha này. Trời ơi, Doran hụt hụt kỹ năng. Hụt hết chiêu luôn chứ không nổi. Nặng nhất là pha này đúng không? Bắt cho Vi hả? Không vô đủ tầm. Rồi 22 đường dưới, 22 đường dưới con Lucian ở phía đường dưới luôn. Ồ solo kill đường trên. Đúng là có một cái gì đó nó hơi vội. Với lại ván này ở bên phía của T1 họ đổi mạng nhiều quá. Tên lửa hay. Ván này bên phía của T1 họ đổi mạng nhiều quá anh em. Quan trọng là cái giãn cách tiền nó không có được gia tăng. Châu Vi nó farm quá tốt nữa. Con Ahri của nó là cái con Ahri mà gây nhiều sát thương nữa nha. Con Akali á, thì cái nhiệm vụ của con Doran nó là vô combat là out một trong hai xạ thủ bên phía đối phương. Cố gắng out một trong hai. Rồi Keria nằm vô Baron đúng không?
Jet có TB 4 đánh 5. 4 đánh 5 nhưng mà pha này thì Honor chưa hồi lại chiêu cuối. Phải câu thêm một dịp nữa, phải câu thêm một dịp, đừng để cho đối phương mở. Bên kia nó mở ác quá. Không gió trật. Ồ. Cho Vi đánh nhấp nhả khó chịu vậy. Honor Honor farm rồi cũng không ngon được ai á. Không đá về được. Được ha, hai bên đánh căng quá ha. Ván này hai bên đánh căng quá ha. Má ván này tôi không được coi đó chứ. Ván này tôi không được coi đó chứ. Rồi, ván đấu kéo rất là dài. Nhưng mà bây giờ là cái lợi thế của anh phía T1 ở trong dàn đi đường là mất hết rồi. Lợi thế mất hết rồi. Và cái đội hình của anh phía Genji cũng là cái đội hình mà biến số nhiều anh ạ. Bốn con tướng lao vào. Thì với việc mà có bốn tướng lao vào, hai con xạ thủ mà mất đi cho mình đó tốc biến nó rất khó chơi. Anh có nghĩ Honor thành click đệ nhị và Zed thành Kana version 2 không? Không, tụi nó đánh hay hơn chứ. Cái màn trình diễn của Honor với lại Zed là xuất sắc hơn so với Kana cũng như là click. Có một cái gì đó mà mình có thể yên tâm hơn là cái việc mà nó hơi bất ổn định đến từ cho cả Click cũng như là Kana, thậm chí là cái thời kỳ mà đỉnh cao của hai thằng đó trong màu áo của anh phía tương quanh nha, thì vẫn có một cái gì đó nó hơi bị mất ổn định. Mà cái màn trình diễn của, đặc biệt là Honor nha, thằng Zed thì tạm thời tôi bỏ qua đi, nhưng mà cá nhân tôi khá là thích thằng Honor, nó đánh tốt lắm. Ui, Faker bị thổi lông rồi, giật lông. Giật lông tốc biến ác thật chứ. À, cho Vi đánh con Ari này hơi chiến ha. Con Ari của con cho Vi mà cho Ari gây đam. Nó farm tốt quá. End luôn đúng không? End luôn rồi, bây giờ xuất hiện lâu quá. Ván này tính ra là bên phía của Tương Quanh bị một cái là họ đổi mạng nhiều. Với lại họ đúng là cũng hơi vội ở trong những cái tình huống kiểu dạng, ví dụ con Baron vừa rồi, con Baron thứ hai á là một cái tình huống quá then chốt. Chứ mà trước đó khoảng chừng 25 phút á, tôi cảm giác mọi thứ vẫn đang rất là ổn dành cho phía của Tiên Quan. Thậm chí cái đội hình này là một cái đội hình hai xạ thủ nữa. Hai xạ thủ mà có con Diana gom người nữa, Diana nó gây sát thương. Con Rai thật ra cũng có sát thương nha, bởi vì phía bên đây không có chống chịu. Phía bên đây không có chống chịu. Nếu như mà kiểu dạng đánh theo cái kiểu mà đỏ sát thương với đối phương á thì tôi nghĩ là bên phía của Tiên Quan cũng đâu có ngại, nhưng mà bởi vì họ vội quá ở trong những cái tình huống sắp côn nên họ bị họ bị đánh bật ra đó chứ. Rồi, với thất bại vừa rồi của bên phía Tiên Quan đó thì sang ván 3 họ được chọn bên. Đây là lần đầu tiên trong cặp BO5 này bên phía của Tiên Quan được chọn bên và họ chắc chắn sẽ lựa chọn bên phía của đội 1. Anh em thấy cái sự khác biệt khi mà bên phía của Tiên Quan đội 1 không? Còn rất nhiều những con tướng mạnh được hở ra. Bên phía của Genji bắt buộc phải cắm là Jhery, Caitlyn với lại Chitofet. Còn rất nhiều những con tướng mạnh, chúng ta còn Lee Sin, chúng ta còn Jay, còn Ahri. Đó, đó là những con tướng mà tiêu biểu để có thể được lựa chọn. Và thật ra thì trong ván thi đấu này ưu tiên con Jay dành cho Zed là được ok. Ưu tiên con Jay dành cho Zed là rất ok. Bởi vì những cái thanh niên này nó không bị hạn chế về mặt chất tướng. Thật ra thằng Zed vẫn có những con tướng khác nhưng mà tôi tin là nó uy tín hơn ở cái con Jay này, nên sự lựa chọn con Jay này là hợp lý. Hoặc là trong những cái kèo khác đó nha, ví dụ nha, ví dụ như là thằng Zed nó out trình hẳn so với thằng Doran thì lúc đó là có thể ưu tiên bích con Lee Sin. Sau đó sẽ có những cái kèo khác như là con Chinnamir đánh với con Jay ở đường trên hoặc là những cái con tướng nào đó. Và ván thi đấu này thì là ván thi đấu mà nó tận dụng được con Jay, tôi nghĩ cũng khá là ổn. Con Jay giờ, con Rai giờ chả ai lên tăng hả? Con Rai bây giờ lên tăng mà. Con Rai lên tăng á, nhưng mà vẫn có đam. Chứ không phải là bị thiếu đam, nó không có nhiều đam như là con Rai phép thôi. Chứ mà con Rai lên tăng thì nó vẫn cường hóa được cái bộ kỹ năng mà. Với lại cái tính chất của con Rai á, ở trong cái đội hình á, là nó đánh thiên về cái tính đa dụng. Tức nghĩa là nó vừa chống chịu mà nó vừa có CC, nó nâng cấp cái E đúp á, để nó CC. Với lại cái điểm mạnh nhất là di chuyển macro anh em, có R mà. Còn ra bây giờ người ta đánh meta là theo như vậy chứ không phải là đánh thiên về đam. Anh thấy hai ván cuối bích con Yuumi có bị sai lầm hay không? Ván 4 thì tôi nghĩ bích con Yuumi thì nó hơi lỗi chứ mà ván này thì rất là ok nha.
Bản này tôi nghĩ con Yumi thì nó cũng cộng hưởng với con Seiya, nó tạo ra một cái đường thẳng dành cho bên phía của Genji ở đường dưới. Nhưng mà ván này thì bên phía của Genji xác định là đánh những cái kèo kỹ năng anh em. Hình như ván này thằng Phoenix nó găng thằng Zed ở một bãi đúng không? Nhưng mà nó không có giết được. Nó phí biết bao nhiêu là tài nguyên. Đây đúng rồi, tôi nhớ rồi. Ván này thằng Phoenix ăn bùa đỏ xong Linh găng ở top. Hai top biến của Doran với lại Phoenix không giết được thằng Zed. Và nó là một cái thua thiệt rất là lớn. Anh em thấy cái chênh lệch của rừng nè. Thằng Honor sau khi mà nó ăn bùa đỏ hình như nó vô bùa xanh của phía đối phương nó cướp. Và nó tạo ra được một cái sự chênh lệch ở hai người chơi đi rừng. Phoenix bây giờ hết rừng farm rồi. Phoenix bây giờ hết rừng farm rồi. Không có cua luôn. Không có gì để có thể farm được ở trong cái trường hợp này hết. Nói chung đây là ván thi đấu mà Phoenix nó bị thọt rất là nhiều. Mà khi mà con rừng bị thọt đó, thì nó cần phải đi farm bù. Và khi mà nó farm bù thì nó không can thiệp được ở khu vực đường anh em. Thì anh em thấy lý do tại vì sao mà cặp đôi của phía T1 đó, họ khuấy đảo ở thời gian đường trên lâu như vậy mà không có sự can thiệp đến từ Peanut. Đó, cái kèo mà Lập Lăng với lại Ari á, cũng là cái kèo mà tôi nghĩ rằng nó khó thì khó thiệt dành cho con Ari. Sự chủ động thì vẫn đến từ con Lập Lăng. Nhưng mà nó không phải là không đánh được dành cho Ari nha. Ari vẫn có đủ cơ sở để có thể chơi hít ngược trở lại. Lập Lăng thường là sẽ mắt đúp, mà muốn gây sát thương đến từ đúp á, thì phải đúp lên, mà đúp lên thì đúp theo cái đường thẳng. Lúc đó nó sẽ có cơ sở để có thể trả đam lại đến từ cái bộ ba kỹ năng của con Ari. Hung gió rồi lửa hồ ly với lại quả cầu ma thuật á. Nó tung ngược trở lại thì nó là cái tình huống mà nó khiến cho con Ari nó chơi hít, nó không có bị thua so với Lập Lăng ở trong cái kèo này nha. Nhưng sự khác biệt ở đây là cái sự chủ động. Con Lập Lăng thì nó sẽ được quyền chủ động tấn công nhiều hơn. Còn con Ari chỉ đơn giản là phòng ngự thôi nè. Bán này khai thác đường trên nhiều quá cơ. Bán này thật ra khó cứu dành cho thằng Doran lắm nha. Bên phía của Genji cũng đã cố gắng để có thể tạo ra đột biến rồi với tình huống găng ở thời điểm cấp độ 2 của Peanut. Nhưng mà nó không thành công. Nó tạo ra cái thế mà bị out jungle. Out jungle thì Peanut nó không can thiệp được ở đường nữa. Ngược trở lại thì Honor can thiệp nhiều ở khu vực đường trên. Thì nó tạo ra một cái đường thắng dành cho bên phía của Thiên Quan luôn. Còn ván này thì bên phía của Genji thật ra đường dưới của họ đẩy đường cũng rác. Cặp đôi Yuumi với lại Seiya đẩy đường tốt. Seiya là cái con tướng mạnh nha, mạnh ở thời điểm cấp độ đầu á. Seiya với lại Mid Fortune. Rồi con Mid Fortune à, anh em thấy dạo gần đây là cái cặp đó được pick qua lại để có thể đánh với nhau đúng không? Thì hai hai con tướng đó nó sẽ có những cái điểm khác biệt nhau anh em. Ví dụ con Seiya thì nó sẽ có cái tầm hoạt động nó ok hơn so với Mid Fortune. Mid Fortune thì có cái mưa đạn E để cấu rỉa máu được các thứ á, nhưng mà khi mà có được những cái cấp độ ok á, thì Seiya nó cấu rỉa máu nó cũng mạnh hơn. Nó quy đúp thôi, quy đúp hay đồ các thứ thôi. Nhưng mà có những cái thời điểm cấp 6 nha, ví dụ như sử dụng cái tầm hoạt động của cái mưa đạn với lại cái bão đạn á, thì nó sẽ có cơ hội để có thể ép ép nhiều hơn đến từ con Mid Fortune. Đó lý do tại sao mà con Mid Fortune nó có thể gọi là cái kèo thắng ở trong cái cuộc gặp gỡ của hai con đó. Nhưng mà ván này Doran yếu quá rồi, ván này Doran với lại Peanut yếu quá rồi. Thằng Cho Vi thì nó cũng không farm nhỉnh hơn so với Faker ở kèo này được. Thường á, cái con Lập Lăng của con Cho Vi sẽ có hai cách chơi. Một á, là cách chơi lăng cầu tuyết ở đường giữa nếu như nó out trình. Hai á, là nó sẽ biến thành một vị tướng sát thủ ở giai đoạn về giữa của ván đấu. Thì đa phần là sẽ thiên hướng về cái chiều hướng thứ hai nhiều hơn. Sau cái pha mid đó là nặng quá rồi, cái pha mà có được trụ với lại cả điểm hạ gục nó là cái pha đó là cái pha khác biệt nhất rồi. Ván này thật ra phải dành lời khen dành cho Ruler với lại Lee Hen, đặc biệt là Ruler. À, giai đoạn đi đường của nó làm tốt quá ở trong cái xuyên suốt cái kèo thi đấu B3 này á, thì có thể gọi là Ruler, Lee Hen với lại Cho Vi là đánh ổn. Còn Peanut với lại Doran bị đánh dưới màu so với hai thanh niên kia quá. Cặp B5 này á anh em, cái thằng mà bên phía của T1 mà tôi nghĩ là mờ nhạt nhất chắc là khứa Gumayusi á. Gumayusi đánh kiểu dạng tròn vai ở trong cặp này. Cái lại thường là ván ván 4 vừa rồi nó cũng bị bỏ nữa. Nên anh em thấy là Gumayusi lúc mà lên nhận cúp thì nó cũng hơi buồn. Mặc dù vô địch đó nhưng mà nó hơi buồn tại vì nó không cá nhân của nó không để lại nhiều dấu ấn lắm. Căng dạy Cho Vi score huấn luyện viên nữa, muôn đời về nhì căng dạy. Đánh tới khúc này chênh lệch nhiều quá ha. Là anh em thấy không?
hồi nãy tôi có nói á, là có những cái đội tuyển mà họ chấp nhận bỏ rồng. Đây, ví dụ như trong trường hợp này, bên phía của T1 họ bỏ hai con rồng. Mà anh em thấy chênh lệch 5-6 ngàn tiền, thậm chí là 5-6 ngàn tiền, 6 ngàn rưỡi luôn. 7 ngàn thì tôi chưa biết, nhưng mà 6 ngàn rưỡi luôn, chưa có tiền thưởng mục tiêu. Sẽ không có tiền thưởng mục tiêu cho đội tuyển Genji ở trong ván thi đấu này, bởi vì họ ăn rồng. Mà một con rồng công nghệ với là một con rồng gió nó cũng không có thấm vào đâu á. Thì đó là một trong những cái mà gọi là chiến thuật hả? Ừ, có thể gọi là một trong những cái chiến thuật mà khi mà những cái đội tuyển mà kiểu dạng mạnh mạnh á, họ gặp gỡ nhau á, mà họ đánh với nhau á, thì họ chấp nhận bỏ rồng là vì lý do này nha anh em. Họ bỏ rồng để họ lấy lợi thế cho đường trên anh em. Hoặc là có thể đến từ con sứ giả. Rồi sau đó con rồng ba á, họ sẽ lấy cái chênh lệch về tiền. Nó được chuyển hóa bằng trang bị. Con rồng ba họ sẽ giao tranh. Đó, đa phần cái thế nó sẽ là như vậy. Con rồng ba họ sẽ giao tranh. Ui bên phía Genji fan này đánh ok quá vậy. Chia cắt đội hình đối phương xong rồi có cả rồng rồi có cả mạng nữa. Ổn ha. Chia nửa tài nguyên cho Vi. Vi ép tốc biến hung gió, được điểm hai cục không? Được điểm hai cục tất cả. Má độ kỹ năng cao quá ha. Hai bên nhấp nhả, Faker đánh cũng ác đó chứ. Thanh niên nào nói Faker xuống trình đâu. Đánh ác quá ác luôn đó chứ. Sáu ngàn tiền rồi anh em thấy đâu có tiền thưởng mục tiêu đâu đúng không? Hai ba rồng rồi. Ui đội hình mở giao tranh rồi. Ui ui Faker có mấy pha câu kéo giao tranh ok quá ha. Đúng rồi, con Ari của Faker, con Ari của Châu Vi là cho con Ari farm. Ê, pha này nếu như mà nó để cho con Doran đáp xuống sao ta, giết được không? Nếu như để cho con Doran đáp xuống có tối hậu thư, có tốc biến, có thể lấy được spell, tôi nghĩ giết được á, tôi nghĩ giết được á, nhưng mà sợ đổi mạng thôi ha. Ok lấy được trụ hai nhưng mà đang hơi thấp máu để còn quyết định đến từ bên phía của T1 là về ăn Baron hay là về nhà dép. Rồi binh Baron rồi, bên phía của T1 binh Baron rồi, Faker yếu máu về. Có rừng 5 giây nữa. Bên phía của bên kia cho Vi mười mấy giây nữa mới nó mới ra. Tốc độ ăn Baron tôi nghĩ đủ nhanh đó. Đủ nhanh đúng không? Này vô phá, vô phá. Hồi nó phá lâu quá ha. Làm đội hình của anh phía tương quanh là bị lỡ cơ. Nhưng mà vẫn có bù lại Baron nè. Vẫn có bù lại Baron nè. Ok, mọi thứ vẫn đang ổn mà. Ui, có được điểm hạ gục luôn. Có được điểm hạ gục luôn. Ván 3 này đỉnh quá ha. Ba mọi thứ ok quá. Nhưng mà tôi nhớ rồi, ván 3 có một cái pha. Ván 3 có một cái pha mà tới cái pha giao tranh á, con Yuumi nó đua vô con Lập Lăng. Tôi không hiểu cái ý nghĩa của cái pha đó là như thế nào. Rồi, để coi tiếp cái diễn biến hay không thôi, gián đoạn của anh em. Ăn được rồng 4, ngắt được cái mạch lên rồng nè. Để tôi kéo tới cái pha kia. Tôi nhớ có một à cái pha này Peanut cướp Baron đúng không? Cướp ván thi đấu mới kéo dài anh em. Chứ mà để cho bên phía của Tiên Quang ăn được á thì ván thi đấu là kết thúc rồi. Lần này chinh 9.000 tiền mới có tiền thưởng mục tiêu. Chinh 9.000 tiền. Cướp được Baron. Ok, ván thi đấu kéo dài ra hơn ha. Được, Peanut cũng có vô cái pha đó được. Ác vậy, đổi công trình đồ các thứ ác vậy. Cái thời gian này đủ bấm bê ngược trở về nhà rồi. Nói chung là vẫn tiềm tàng đâu đó cái cơ hội để có thể lật dành cho bên phía của Gentry ha.
mà khúc này thì vẫn đang chênh nhau số lượng tiền là nhiều. Để coi phía bên kia lập lăng nó đang tìm, Faker đang chặn con lập lăng, mà vô tầm một cái á là Faker nó hôn gió liền, nó out con lập lăng liền. Cái bộ combo bây giờ của Faker là nó lấy đâu đó khoảng chừng 2 phần 3 lượng máu ít nhất. Con này hình như là bắt được Kera thì phải. Kera cứu Majushi xong rồi Kera chết luôn. Đây nè anh em, đây nè, đây là cái tình huống mà tôi nghĩ rằng nó rất là tiếc dành cho bên phía của Genji. Lấy được một người rồi đúng không, dùng con Baron làm cái mồi câu tiếp là cái điều rất là bình thường. Nhưng mà cái cách xử lý cái thế đánh này của bên phía Genji tôi cảm giác như là nó fail fail sao á, nó fail fail là sao á. Nè ví dụ thứ nhất là con mèo nó không cần đu vô con lập lăng, con mèo di chuyển qua phía bên đây nè để tạo ra một cái thế bốn thành viên, anh em hiểu không? Con lập lăng của Châu Vi á nó chỉ cần nó đứng ở đây thôi, Faker với lại Gunma Yushi là đứng hướng bên đây rồi, trong khi đó là Gunma Yushi không có lát rồi, rồi là con mèo sẽ đánh cùng với ba thanh niên bên kia, cả đánh vô hai thanh niên này nè. Pha này thật ra là cái pha mà Châu Vi nó bị lộ rồi, nó bị lộ là nó mất đúp, nó bị lộ là nó mất đúp. Anh em thấy cái tác dụng của con mèo ở trong trường hợp này nó không có cao. Một mình thằng Châu Vi nó cũng đã câu được hai thanh niên của bên phía T1 rồi. Nếu như con mèo nó vô bên đây nữa, nó tạo ra 4 đánh 2, nó còn hai spell. Nó còn hai spell thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác. Nó sẽ là một cái câu chuyện khác anh em à. Cái pha bật ngược trở ra đến từ bên phía của Genji là một cái pha mà tôi nghĩ rằng rất ok, hợp lý, tại vì bây giờ là họ hơn người, họ ép đánh. Bên phía đối phương là chỉ có 4 thôi. Nhưng mà bị họ bị sai ở trong cái cách vận hành. Và nó khiến cho ba thanh niên kia không đủ sát thương, ba thanh niên kia không đủ sát thương để tấn công vào hai thanh niên của phía tiên quanh có đồng hồ, có giáp thiên thần câu kéo. Và Châu Vi thì bị tại vì nó bị mất cái đúp á, nó bị mất cái đúp lúc đầu á, nên nó cũng không áp lực để solo kill luôn. Thì đây là cái tình huống mà tôi nghĩ là tiếc nhất dành cho phía của Genji. Nó cứ bị fail như thế nào á. Ván 1 nếu như anh em nào mà coi tôi phân tích rồi á, là một cái tình huống mà kiểu dạng nó bị lỗi rồi, nó bị lỗi về mặt di chuyển tổng thể đội hình rồi. Rồi sang tới ván này nữa, ván đó là cái pha mà kiểu dạng nặng nhất, thua luôn đúng không? Ừ, thua luôn. Xong rồi tới ván 4 là xong rồi anh em. Ván 4 là xong rồi. Ván 4 bên phía của Genji cũng bích cái đội hình chiến đó ha, cũng được. Nhưng mà ván 4 là cái ván mà bên phía của Trung Quanh đánh bay quá. Ván 4 thì cái đột biến đến từ cấm bà chọn ở đâu? Nó đến từ con Ashan của con Doran ở đường trên. Và thật ra ván này thì với lại cái lực cấm bà chọn nó cũng bám rất là sát nhau nha. Và thật ra thì cái vấn đề mà bên phía của Genji dành một lực cấm con Kama ở trong trường hợp này tôi lại cảm giác như nó hơi phí. Tại vì thật ra họ không cần phải cấm Kama. Còn nếu như bên phía của Tiên Quanh mà bích Kama dành cho Kera thì nó sẽ mất đi một người mở giao tranh. Cái cách vận hành đến từ Gadea nó sẽ hơi khác một chút ở đường dưới với lại Gunma Yushi nữa, thì vẫn sẽ có cái xác suất mà Gunma Yushi nó chơi kiểu dạng Seiya hoặc là Ezreal, nó có khả năng đẩy đường, nhưng mà cái về mặt bản chất của bên phía tương quanh đó là nó mất đi con tướng hỗ trợ mở. Thì tôi nghĩ cái lực cấm con Kama ở trong trường hợp này đến từ bên phía của Genji thì nó lại hơi phí một chút xíu, là hơi phí. Bích con Ashan để counter con Kennen đúng không? Thật ra cũng được, tại con Ashan thì cái đồ 2 của nó sẽ lên cái đao tím, thậm chí là đồ 1 luôn lên đao tím cũng được luôn. Với đội hình mà chống được Kennen với lại chống được Kangari thì Gun vô danh với lại đao tím anh em. Hoặc là cái không phải Gun vô danh mà cái đồ thần thoại với lại đao tím. Ok. Mà trong pha này á là một cái pha mà hàng Doran nó đánh chắc nhiều hơn, tại vì đã có rất là nhiều thông tin của bên phía Kenji rồi. Hoa soi sáng nè, mắt của tự bản thân nó cũng cắm ra nè, ở đường giữa nè. Bích xong thua luôn. Ván này tôi cảm giác như là lăn cầu tuyết dễ luôn á. Bích xong thua luôn. Ban bích ván này nó cũng rất là sát nhau nha. Ban bích ván này nếu như mà bên phía của Genji mà không cấm con Shinnami nhiều khả năng sẽ bích dành cho Zed á.
Thật ra tôi cũng nghĩ Duran là nó sẽ đánh cái kèo counter rồi, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ thiên về cái mẫu chất tướng như Lucian hoặc là Ray nhiều hơn. Ray á, chứ tôi không nghĩ là nó sẽ bích Ashe đường trên. Xong rồi từ cái pha đó là nó thua lane luôn em. Xong rồi tiếp tục á, bởi vì nó bị khai thác nên sẽ có một cái cơ hội để có thể khai thác tiếp nữa. Khi mà đây là cái vòng rừng mà nó hơi trái nhau một chút xíu, trái tuyến của hai người chơi đi rừng. Tại vì cái pha này á, khi mà Doran nó bị hạ gục thì nó sẽ lên 6 sau, thì nó sẽ có một cái khoảng trống cấp độ 6 sớm hơn dành cho thằng Zed. Và khi mà Peanut lộ diện là đang ăn rồng, mới ăn rồng xong đường dưới với cái thế lính này là con Ashe này nó chết chắc. Ai cứu nó nữa đây? Chovy trước đó di chuyển rồi. Là pha này trước đó Chovy nó đã di chuyển rồi nè. Đây, Chovy nó di chuyển lên nó cover cho một lần. Nhưng mà không có cái thế để có thể bật ngược trở lại. Lúc đó Faker nó canh nó đẩy thêm một cái quay nữa. Lúc đó Chovy nó đâu có thể nào đẩy lại Faker đâu. Nên nó bị mất đi người cứu ở đường giữa luôn. Hai pha là bỉnh luôn em. Vô hai pha này bỉnh luôn. Pha này mất quay lính luôn. Mà con Ashe này nó lại không có TP nữa nha. Lại ván này là ván mà Gumayusi hồi nãy có nói à, hồi nãy tôi thấy Gumayusi nó nhận cúp thì nó cũng hơi buồn. Đấy, cái, bởi vì nó buồn một phần là cái màn trình diễn của nó không thực sự là tốt ở trong cái kèo chung kết này. Rồi với lại cái ván này thì nó phải tự chơi một mình ở đường dưới nữa. Chịu ơi, đường trên bây giờ thua hẳn luôn rồi. Đường trên bây giờ thua hẳn rồi. Đây là những cái tình huống DRAM rất là ác nha, mấy cái pha xử lý một kiểu dạng nhìn vô cái con Tress thú săn mồi này xử lý ác thực sự. Đó có một cái pha mà nó di chuyển ra khu vực đường giữa với cái việc mà nó kích dày lên nó truy đuổi á, mà nó móc cũng ghê ha. Gây ra đúng kiểu dạng nó xử lý một cách mắt binh luôn. Pha này chịu, pha này Doran nếu như mà nó có tốc biến thì nó nên tốc biến né khỏi cú đoạt mệnh á, tránh bị gây đam với lại tránh bị slow. Đường trên chênh nhau nhiều quá. Đường giữa thì Chovy nó farm hơn, nhưng mà về mặt chất tướng của con Rai nữa, con Rai lên đồ là đa phần là chống chịu mà, nên nó cũng gọi là cái áp lực gánh team thì nó cũng sẽ bị giảm rất là nhiều so với những cái mẫu chất tướng khác. Một đánh hai đường dưới bị áp lực chứ anh em, chứ không phải là bị áp lực đâu. Nhưng mà đường cái lần Gumayusi thì nó vẫn farm tốt, vẫn farm ok. Nè anh em thấy tiếp tục là cái thế trận mà bỏ rồng không? Bên phía của team quanh ván 3 cũng giống vậy, ván 4 cũng giống vậy, nó bỏ rồng. Một phần là bởi vì Gumayusi nó tự chơi thì mất đi cái thế lính đẩy của thằng Ruler thì ăn rồng là cũng là được đúng không? Và một phần thì nãy có nói với anh em là cái sự khác biệt ở đây đó chính là nó để cho đối phương ăn những cái mục tiêu mà không gia tăng thêm lượng tiền, cụ thể là con rồng. Thì một chút nữa nếu như có lợi thế ở đường trên, thật ra ván này bên phía của team quanh có lợi thế đường trên rồi, thì khi mà cái chênh lệch khoảng chừng 5-6 ngàn tiền á, thậm chí là có những cái ván mà tôi để ý là chênh 6 ngàn rưỡi, nhưng mà bởi vì cái đội tuyển đang thua á, đang có được hai con rồng nguyên tố nên nó cũng không có tiền thưởng mục tiêu. Pha này pha pin nó tự hủy luôn, cấp 6 đánh với cấp 8. Thường là pha đó kiểu dạng thấy đánh không lại đá rờ ra xong rồi đứt chạy, pin nó lủi vô với cái quy nữa đâu đủ sát thương đâu. Và pha đó rừng của nó gần hơn nữa. Rồi có rất nhiều những cái tình huống fail. Pha này thì Nkeria khai thác cái lượng tầm nhìn được đặt ra từ trước anh. Nkeria ván này có hai cái tình huống mà nó giúp cho team có được cái điểm hạ gục. Ví dụ cái pha mà Pinus ăn con cóc á, ở dưới á, là Nkeria nó di chuyển xuống nó bắt. Tại có tầm nhìn, pha này cũng vậy. Bây giờ tiếp tục được cái thế mà không ai cứu được hàng hàng Dora nó đó. Phoenix cũng đâu còn tài nguyên ở đường trên đâu. Nó phải cố gắng để nó đổi cánh dưới anh em, hoặc là đổi những cái mục tiêu như là rồng. Chứ mà nó ở đường trên thì nó cũng không có cứu được. Đối phương có cái con sứ giả nữa. Rơi vô thế rất là tù. 13 phút mà chênh nhau khoảng chừng 3.000 tiền, 4.000 tiền rồi. Con Ly này đâu còn đâu thời con Ly 2017 hết. Nó đến từ giai đoạn Legend nữa anh em. Ừ thì đúng là một phần là Phoenix cũng cũng không có phải là thời kỳ đỉnh cao như ngày xưa nữa, nhưng mà một phần là bởi vì Lenin nữa. Cái pha mà Doran chết đầu tiên đâu phải pha lỗi của Phoenix đâu, Phoenix nó đã báo được các thứ rồi mà, pha đó là lỗi nặng nhất dành cho Doran. Bây giờ tự nhiên thua luôn cả một cái cánh trên, rừng thì bị tấn công. Đây là một cái kèo BO5 mà Phoenix nó farm, xét về cái nhịp farm nha, nó thua so với Honor.
thì tự nhiên bị hỏng ở đường trên, đường giữa đâu găng được đâu, đường giữa rất là khó găng, con Ari có phi hồ mà, chỉ có chăng là có áp lực ở đường dưới thôi. Nhưng mà một cái pha mà nó ăn con tóc vừa rồi nó cũng bị khai thác nữa đó, nó khiến cho cái con Lee Sin cũng phải gọi là sao, bị chậm nhịp tăng tiến và bị chậm cái áp lực luôn. Thế trận bây giờ rất là cởi mở dành cho phía của Thiên Oanh. Những pha xử lý là anh em thấy em tay to, hắc não đồ các thứ, Honor tốc biến né nổ long cước, Kyria móc vô quy hai, tay to thật sự luôn á. Mấy đứa này đáng tuổi cháu tôi luôn á anh em. Trời ơi, bây giờ rớt nó giật xét cho mấy dập cổ đại, nó giật xét cho. Ui xem chút nữa hắc vô não ha, cái này ổn ha. Ủa kênh của Tùng bay màu hả? Ủa Tùng bị gì vậy? Kênh của Tùng sao bị bay màu? Game 3 lỗi Peanut hả? Game 3 thật ra cũng đâu phải là lỗi Peanut đâu anh em. Nó đã khai thác lên cánh trên rồi, xong rồi cánh trên nó cũng không thắng. Thật ra cái pha mà nó đầu tư hai tốc biến để mà dứt điểm hằng hằng rớt á, thì cũng đâu có dứt điểm đường rớt đâu. Thì Peanut nó giống như là kiểu là nạn nhân á anh em. Bây giờ nó đã đầu tư lên đường trên với một cái việc mà nó ăn bùa đỏ xong rồi nó lên gan, thì nó chắc chắn nó sẽ bị khai thác vào khu vực khác rồi anh em, tốc độ đi rừng của nó sẽ giảm. Và chưa kể là Honor nó cũng tinh quái nữa, nó đánh vô rừng luôn, nó đánh vô rừng luôn, hết tài nguyên dành cho Peanut. Peanut tôi nghĩ là giống như là nạn nhân nhiều hơn là kẻ tội đồ. Tùng bị lắc. Ôi cái pha này không có kiệt sức nha, cái pha này con Kennen vô là ở cân hai nha. Pha này tôi coi tôi thấy mắc cười, cười tại không có kiệt sức, tại không có kiệt sức. Ok mắc cười quá. Đánh tới khúc này là chịu rồi, đánh tới khúc này tôi nghĩ là chịu rồi. Thua 5.000 tiền phút thứ 18, không có tiền thưởng mục tiêu. À có nè, bây giờ bắt đầu có nè. Ảo ma gì? 5.000 tiền hả? Ôi chưa tới 5.000 tiền mà đã có tiền thưởng mục tiêu rồi nè anh em. Có những trận nha, có những trận 5.000 tiền hơn, ví dụ trận vừa rồi đi hơn 5.000 tiền, anh em thấy không có tiền thưởng mục tiêu đúng không? Cái tiền thưởng mục tiêu nó vẫn là cái gì đó mà nó ảo lắm. Có những trận 3.000 tiền đã có tiền thưởng mục tiêu. Thề với anh em luôn. Bây giờ tôi không nhớ là trận nào thôi, nhưng mà có những trận mà tôi bình luận 3.000 tiền tiền thưởng mục tiêu. Hay là cái trận SE hôm bữa đó anh em. Tùy vào thời gian nữa hả? Không, đa phần sẽ là như vậy á. Có những trận mà nó chính 7.000 tiền đéo có tiền thưởng mục tiêu. Nhưng mà đa phần là bởi vì nó ăn rồng nha. Đa phần là bởi vì nó ăn rồng á. Nãy có nói với anh em á, những cái đội tuyển bây giờ là họ chấp nhận bỏ rồng á để đối phương không có tiền thưởng. Ui pha này nặng quá. Pha này phải chết mà trước đó đã có thông tin rồi đúng không? Pha đó nặng quá chết thẳng luôn đó chứ. Thôi chịu rồi, pha đó là chịu rồi. Pha đó là chịu rồi. Pha đó thua lên, thua luôn ván đấu rồi anh em à. Mất cả quá trời điểm hạ gục, mất luôn Baron này. Thì kết thúc chưa? Mất thêm cho mình nó mấy nhịp đúng không? Vấn đề là thời gian thôi, pha đó là pha nặng nhất rồi. Nhưng mà thực ra thì trước đó chênh lệch cỡ hai đội tuyển nhiều quá, thì cũng hơi khó dành cho phía của Genji. Thật ra MVP ở trong ván thi đấu này là Honor tôi nghĩ là hợp lý, nó giống như là một cái món quà dành cho Honor đó anh em. Tại vì trước giờ á, trong cái đội hình của phía Team One á, là nó bị khỏa lấp bởi Faker nè, bởi Gumayusi nè, bởi Kyria nè, giai đoạn vừa qua thì là bởi Zed nữa, đúng không? Nhưng mà cái MVP ở trong cái BO5 này là một cái món quà dành cho những cái cống hiến của Honor trong xuyên suốt một năm vừa qua, kể từ thời nó đánh chung kết thế giới luôn á. Nó vẫn là thằng đánh tốt, anh em thấy cái meta nào nó cũng chơi được đúng không? Có meta sắp tới ví dụ như những con Volibear hay những con trên đồ á, thì không biết là đánh như thế nào mà thôi. Chứ mà những cái meta sát thương Xin Zhao hay là Talon hay là Viego, Lee Sin đồ các thứ nó đều cân được, nó kỹ năng rất là cao.
kỹ năng rất là cao. Thì tôi nghĩ là MVP này là cái MVP mà đẹp đẹp dành cho Honor, kết cục đẹp nhất. Ôi này vô đủ đủ phương luôn à. Pha này vô mở chịu luôn à. 8 phương, 4 phương, 8 hướng à. Canyon nữa hả? Ừ, cũng phần nào đó bị che lấp bởi Canyon nữa. Nhưng mà có một số cái vấn đề là như thế này, là ví dụ như DMSI ha, thì nãy có nói với anh em á, là cái meta mà rừng chống chịu á, thì thằng Honor nó sẽ đánh như thế nào đó, sẽ có những cái thời điểm mà cái bệ tướng của nó sẽ bị nhắm tới anh em, sẽ có những thời điểm mà bệ tướng của nó sẽ bị nhắm tới, ví dụ bị cắm nhiều rừng thì lúc đó nó sẽ xoay quanh những cái con tướng mà như nói Volibear, Javan rồi các thứ á. Thì khi đó cái tác động của con rừng nó sẽ bị giảm, hoặc là Zed đi, thằng Zed bây giờ mà nó ra thế giới đi, thì hồi nãy tôi có liệt kê một vài con tướng mà đánh giải tốt của con Zed đó, là con Zay, con Chinamir, con Kennen Ragas, bốn con tướng đó là bốn con tướng mà thằng Zed mang vào đánh giải tốt. Tất nhiên là nó đánh ranh thì cái bệ tướng của nó rộng thì mình khỏi phải bàn rồi ha, Ire rồi các thứ, cái bệ tướng găng băng rồi các thứ, cái bệ tướng của nó rộng thì mình không có bàn tới việc đánh ranh, nhưng mà đánh giải á, cái màn trình diễn của bốn con đó tốt. Nhưng mà nếu như mà nó bị nhắm tới đối với những cái đội tuyển khác khi mà mình ra quốc tế, thì những cái con tướng khác còn lại của nó sẽ như thế nào? Rồi ok, một một cái loạt trận mà tôi nghĩ là chiến thắng thì nó thuộc về cho đội tuyển mạnh, chung quanh là đội tuyển mạnh hơn ở trong cặp trận BO5 này, hợp lý.